quạt truy một thằng ngang thấp. Các con chú ý. Hôm qua các con đã tập đến lưỡng thuộc bản năng. Hôm nay các con ôn lại từ đầu đến lưỡng thuộc bản năng và tập tiếp. Bái tổ. Lão Hổ Trường Sơn. Thủ hiểm tâm. Một. Lưỡng thủ vạn năng. Nhất tân chân chân vỗ này. Chúng mình tấn. Đứng thẳng hai chân đều chân ra. Đứng nào quan đứng lại. Đứng hai chân đều ra. Lưỡng thủ vạn năng. Một. Gạt tay phải. Tay phải xuống. Tay trái gạt ở trên. Đinh tấn. Hai chân hướng dẫn nào. Qua đây đứng vào chân phải. Hai mũi chân xoay trong gạch tự nhiên.
Cái này xoay lại, quay, cái thân, cái trái xoay lại. Xoay một chân lại. Xoay một chân lại. Xoay một chân như bố đây này, như em vậy. Rồi. Đừng bước quá rộng, qua tới chân phải về. Đừng bước quá rộng. Hai. Thôi. Các con lại từ đầu đoạn này đi, bố quét qua chỗ này khác. Cô lại cho cô lại. Hai con bước lên. Nào, bước chưa này. Thế cần bước sang bộ. Hai bước. Giờ bước nữa. Minh Tân bước sang. Một bước. Chuẩn bị. Bái tổ. Bái tổ. Lão Hổ Thượng Sơn. Một. Xoay bụng lại Nhật Tân, Nhật Tân đã tập thêm em rồi. Thủ thủ yên tâm. Lưỡng thủ bản năng. Hai. Các con, hôm qua học huynh nhiều, các con chưa tập được. Các con ôn đi nhá. Bước lên hai bước, ôn để bước tập vào đằng sau. Hai con tự ôn, không phải không đếm nữa. Hai con tự ôn đi. Tự cùng nhau ôn ở ngoài, không nhớ tên thì con đếm động tác 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không nhớ tên nữa. Đây, tập đi, để bố ôn sau.
luôn đi. Bây giờ chua của con này trước đi. Rồi chua của con phải trước nhá. Bộ ôn lại một chút. Hướng đông, chấp thủ nghiên trào. Trụng vẹt, tay phải, cầm đao loan liền. Lùi chân, tay kéo lên trên. Chém qua trái phải, vứt liền một phen. Nghiêng về, rồi núp lá sen. Chém ngang, phạt cỏ, bay lên phượng hoàng. Đỡ đâm, hình dạng kỳ lân. Chéo chân chém dưới, bước lên chẻ đầu. Hướng tây nào khác gì đâu. Hướng nam xoay phất, bay lên phượng hoàng. Đỡ trên, chém chéo hai lần. Đao dưng, ngang mặt, nhảy cao chém chồm. Chém liền hai ngọn dưới chân. Hướng bắc như thử xoay tròn tứ môn.
tung mình cá vượt Vũ Môn. Tọa địa hổ dáng phi long theo điền. Trở về bãi tổ tiếp điên. Chụp chân tại chỗ. Tứ linh hết bài. Sư. Hồi thân thủ bộ vẽ người thiên ngang. Kiếm ôm theo bộ xung thiên. Tả hữu song chỉ, mình nghiêng thế chào. Phục đầu thế kiếm tư cao. Thối lui hạ bộ, nhập vào chém ngang. Chém rồi bên tả tránh sang. Hữu môn thượng mã kiếm ngang chân mày. Kiếm đoan long ẩn vân phi. Sơn đầu hạc lập đâm ngay hạ đàng. Rút về phong tỏa đôi bên. Dùng đòn hạt cấn bước lên chớ chảy. Xa hành nghịch thủy cho hay. Tàng đầu lộ vĩ chém bay qua đầu. Thối hồi đâm phục Quang Châu. Chân theo xà tấn kiếm hầu tổ sư. Bách tổ, Thái Sơn Côn. Bách tổ.
Thái Sơn, Bích Thủy, Địa Xà Liên. Thượng Bổng, Kỳ Phong, Thối Bạch Viên. Quy Kỳ Độc Giác, Trung Bình Hạ. Thượng Thích Tài Đăng, Tấn Thừa Thiên. Hồi đầu trực chỉ Liên Tam Thích. Đồng Tâm Thuận Thế, Phá Giang Biên. Tẩu Thố Tồn Sơn, Hoành Phá Kiếm. Linh Mưu Mai Phục, Tấn Thích Nghiêu. Thừa Châu Bổ Địa, Loan Con Thích. Hội Tiễn Kim Kê Đả, Trung Lan. Chi Phong Sậu Võ, Nghiêu Khai Giác. Chào các bạn nhé, bây giờ là 6 giờ rồi. Mấy hôm nay mình cho các cháu tập hơi nhiều, cho nên các cháu hơi khó tập. Cho nên mình chỉ cho các cháu ôn lại. Và mình tiếp tục ôn tập mấy bài vũ khí. Bài đao đã tập xong. Bài đao tên là Tứ Linh Đao. Bài Huỳnh Long Độc Kiếm đã tập xong. Bây giờ mình tiếp tục ôn cái bài Roi Thái Sơn. Mình không có thời gian, khi nào ra dạy các cháu thì mình ôn thôi. Nếu mình ôn thì chỉ là một buổi xong, nhưng bây giờ mình ôn cho trí nhớ. Có gì các bạn thông cảm nhé. Chào các bạn. Chúc các bạn một buổi sáng thứ ba, cũng gần như là đầu tuần, có công việc ổn định, vui vẻ, hạnh phúc và hiệu quả.